Hello, Dũng xin chào các bạn. Lại là Thái Dũng Official đây. Thì hôm nay là Chủ nhật ngày 6 tháng 9. Dũng lại tiếp tục lên sân Đài Nam để mà giao lưu với các anh em đam mê mô tô với mình. Thì nhân tiện đây Dũng cũng lên để tập thêm kỹ năng chụp xe chạy trên sân. Cái đó thì Dũng chưa chụp, cho nên là mình quyết định là mình phải học, ta phải tự tập lại để chụp tốt hơn, lấy được những cái góc đẹp để sau này có hình cho anh em. Rồi giờ thì Dũng sẽ mời các bạn cùng đi với Dũng tham quan và giao lưu những cái sinh hoạt của ngày hôm nay nha các bạn. Ok, xin mời. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là mấy anh em của Dũng. Dạ mình là Châu nha các bạn. Rồi đây là Khánh, đây là Châu. Thì hai anh em này chơi chung với Dũng. Ai có nhu cầu về bất động sản giới thiệu luôn đây hai bạn. Xin chào các bạn, bữa nay team chúng tôi rất hân hạnh để đến với anh Sông Hậu, tức là anh Phạm Simi. Hôm nay anh tổ chức một tiệc sinh nhật của anh, là anh mời tất cả các anh em trong thân của chúng tôi tới Đài Nam để trải nghiệm tình đua và cũng là chia sẻ cái niềm đam mê của anh Hậu. Dạ, chúc anh Hậu tuổi mới thành công mới, sức khỏe dồi dào. Happy birthday. Rồi happy birthday anh Hậu. Đây các bạn, rồi mời các bạn xem sơ một tí về khung cảnh Đài Nam nha các bạn. Sáng nay là Chủ nhật cho nên là sẽ nhộn nhịp lắm. Anh em đang trên đường vào. Cũng còn khoảng mười mấy xe nữa đang lên. Giờ chúng ta sẽ đi qua coi cái công đoạn mà lấy xe mô tô xuống nha các bạn. Xe bỏ trong xe 9 chỗ và đem xuống. Tình hình bây giờ khó khăn quá, ra xe phải bỏ vô 9 chỗ luôn. Hai chiếc Benegali V4S với lại R1. Khánh chạy xu rồi sao? Xu đó từng mẫu chạy, đến hết rồi. V4S. Ê các bạn, để xe gọn không? Hai chiếc vô trong đây. V4S xuống. Này là xe chạy sân nha anh em ơi. Không phải là xe chạy Facebook đâu nha, xe chạy sân á. À, giờ bạn coi sơ qua vỏ xe là biết liền à. Đó bạn thấy không, nó mòn tới đây luôn nè. À, xe chạy sân á. Chưa mắc cái chữ nào. Đây. Đây các bạn, idol nữa các bạn. Nãy giờ idol đang ăn sáng rồi ta chưa quay. Đây các bạn, đây là xe của hai bạn trẻ học trò của em Cương Typhoon. Đây. Hai em này học trò của Cương Typhoon đây. Đây nữa nè, bạn thứ ba. Cương chưa lên thấy không? Đây. Dũng dắt các bạn đi dạo vòng quanh Đài Nam với bạn, vô thăm mấy anh em kia rồi. Hầu như mấy anh em đây ai cũng quen biết hết. Hai Tú. Lên Dũng. Xíu nữa gặp nha. À, xe của Đài Nam á, xe dữ đó các bạn. Xe tập chắc. Hello anh. Cái nào? Hôm qua dọn cho nó đó vậy. Hôm qua tụi lum đồ cho nó lấy ra giặt đồ á. À, anh em đang tiếp xăng vô trong bình để mà tập. Ok, chúng ta để tiếp lên trên đây coi nha các bạn. Một ngày yên bình tại Đài Nam, hôm nay trời rất là đẹp luôn á. Trời trong xanh, rồi đường xá sạch đẹp. Này sẽ có nhiều tiết mục hay ở đây.
giờ anh em đang bắt đầu lên giáp vô sân vợt đó. L1 với V4 đang khởi động. L1 với V4 đang khởi động vô. Trên YouTube á. Làm cho máy nóng lên. Ok, giờ mấy anh em bắt đầu lên giáp nè bạn ơi. Đây, bạn dễ em bắt đầu lên xe. Giang ơi. Rồi, anh em bắt đầu vô sân làm nóng xe. Ê bạn Tú. À, hôm nay hơi đông rồi đó anh em tranh thủ mỗi người một tí thời gian để vào sân vợt. Chụp hình luôn, chụp hình luôn. Đây bạn Khánh. Rồi, bạn Khánh chuẩn bị ra sân luôn. Bạn không cảm nha, hơi ngược sáng xíu. Chờ bắt đầu có mây rồi. Đông vui lắm nha, mình thấy mình cũng ngứa tay ngứa chân quá. Anh em mình tiêm phong cũng ngứa tay ngứa chân quá, đính đem xe vô chạy luôn. Tiêm phong về lấy xe vô chơi. À, vậy giờ mình sẽ đi xuống mấy cái góc dưới mình chụp anh em và quay anh em chạy cua nha các bạn. Mời các bạn theo dục. Đây, đua kè, bạn Tú bên Út về. Đã không ạ? Ok, vậy chúng ta đi tiếp qua đây. Đây, bên này kia là phải không ta? Cá. Cá. Ok, tiếp nữa nè bạn. Đây. Đã không bạn? Thấy tiếng bồ phát thích không? Quá đã luôn. Đây là các bạn. Đó.
Ghê quá bạn ơi. Xe chạy đã quá. Đây nè các bạn. Đó, xe vào cua nè, đó bạn thấy đã không? Quá xá đã luôn. Rồi giờ Dũng sẽ ở đây đợi xe anh em vào cua giờ chụp. Hôm nay Dũng sẽ tập chụp anh em đi cua. Đẹp quá bạn ơi. Đã quá. Đó. Đu ke vào cua. Khi về nhà là ngày hôm kia Dũng đã nghiên cứu sau khi chụp tại Đại Nam, hôm nay mình đã biết được những góc cua đẹp hơn rồi, cho nên mình quyết định phải ráng khai thác hình và phim. Rồi bạn, giờ mình sẽ đi qua bên cua phải này, cái này là cua trái nè bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cua phải đằng kia để chụp anh em. Rồi anh em chuẩn bị tới. Ok, chúng ta coi nha. Đó. Tiếp nha bạn. Đó, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đã quá. Bạn, bây giờ Dũng lấy gốc cua phải nè bạn. Thì cái vai trò mình khi mình vào lấy cua thì mình cũng không được làm anh em phân tâm, cho nên mình phải đứng xa ra ở vị trí an toàn cho anh em chạy. Đã quá. Đây, mình sẽ cố gắng lấy cua. Đây, anh em vào cua. Đây bạn, mình sẽ cố gắng. Các bạn, Dũng cũng không có ngại nói gì về cái kỹ năng và khả năng của Dũng hết, bởi vì mình yếu cái gì thì mình phải tập cái đó. Các bạn thấy anh em chạy không? Thì Dũng cảm thấy là Dũng vẫn còn yếu về khả năng chụp hình anh em trên sân chắc, cho nên mình quyết định đi tập để mà chụp cho anh em, nâng cao tay nghề mình lên. Các bạn theo Dũng nha, mình tham quan qua. Đây các bạn, anh em vào cua. Thường là lắp đầu là anh em sẽ chạy chậm nha các bạn, để mà làm nóng nha cái lốp xe lên, rồi sau đó mới bắt đầu chạy. Lắp đầu thì chạy khoảng từ 60 cho tới 70-80 để mà làm nóng xe, warm up cái bánh xe lên.
xe tập của sân Đại Nam. Ok, nãy giờ các bạn xem có đã không? Thì giờ Dũng sẽ vào bên trong xem anh em đang làm gì trong. Rồi tí nữa mình sẽ ra mình quay tiếp ở ngoài sân cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn đây là anh Phương, ở đầu của Dũng. Anh Phương H2. Rồi kia là anh Hà, ở đây là bạn Tiêu Phong Sexy. Giới thiệu các bạn, lại là idol đây. Anh Hà và anh Nghĩa. Nhớ chứ. Đây, trai. Ok, chụp hình nha. Tóm nữa, tóm nữa. Đây là anh Hà, idol. Đây bạn, anh Nghĩa 65 tuổi, ra đi cân bánh xe. Đông vui lắm nha bạn ơi, hôm nay đông vui hơn là ngày 4 Tây nữa. Chung đang tác nghiệp. Hello anh em. Bức ảnh lung linh nha anh em. Ok, hai anh em quay nhau. Vui lắm anh em ơi. Hôm nay vui lắm nha, vui hơn là hôm ngày 4 Tây nữa, nay là 6 tháng 9. Quá đã, quá đã. Yeah, quá đông luôn. Rồi anh em lại lên xem sân như thế nào. Đây. Rác chưa, rác chưa. Quá rác, quá rác. Các bạn rồi, đây anh Hà Phan Phun ra giọt xe. Rồi đây, rác chưa. Nhộn nhịp quá, nhộn nhịp quá. Đây là một cái thể loại mới nha các bạn, rất là vui. Vậy mà trước giờ Dũng không biết, Dũng chỉ toàn ở nhà không à. Hôm nay Dũng mới vào sân, quá vui luôn. Anh em ai có nhu cầu thì đến với Đại Nam nha. Xe lớn xe nhỏ gì cũng có thể tập được hết. Nếu mà muốn tìm hiểu về kỹ năng thì các bạn có thể liên hệ với em Cương. Facebook của Cương biệt danh là Cương Cao Cao. Thì Cương đang có lớp dạy kỹ năng lái mô tô và xe máy tại Đại Nam nha các bạn. Cương có lớp ở quận 9 nữa. Nói chung là khi mà các bạn có nhu cầu học thì liên hệ với Cương. Và Dũng sẽ tag Facebook của Cương vào trong cái YouTube của Dũng để các bạn xem. Đã chưa? Quá đáng luôn. Đã không? Quá phê. Quá rác. Vui quá anh em ơi. Quá đã, quá đã. Đây bạn, xe chạy quá rác luôn. Quá đáng, quá đáng.
Cương. Thì là giáo viên dạy về kỹ năng chạy xe mô tô. Thì anh em nào có nhu cầu cần học về lái xe thì liên lạc với em Cương. Còn ai có nhu cầu học về sức khỏe thì liên lạc với lại anh Nghĩa. Rồi nhu cầu cả hai gối nữa, học ngành không, nghề. Cả hai gối kia là thầy Cương dạy luôn. Này cả một gối này dạy cả hai gối nha. Thầy Cương cả dạy luôn. Rồi happy birthday em Cương luôn nha. Sinh nhật là hết tháng luôn. Ủa cái này sao đây anh? Sao đó? Bạn đây có chiếc R1 full carbon nè các bạn. 2018. Đẹp quá. Của bạn Tiến. Đây bạn đi, và anh Phương. Quá trời xe luôn bạn ơi. Nhiều xe lắm. Giờ anh em tạm nghỉ tí xíu để cho bên team khác người ta tập. Rồi tí xíu nữa anh em sẽ tiếp tục ra chắc chạy. Có gì Dũng sẽ tập vật tiếp cho các bạn xem nha các bạn. Em Tiêu Phong, Tiêu Phong hai độ lâu quá, nó giờ chạy được cái dòng nào chưa? Ok, tí xíu nữa anh sẽ quay lại Tiêu Phong nha. Đã chưa quay Tiêu Phong. Quay anh nha. Tóc này này chắc anh xuống tóc luôn quá. Xuống tóc thì mũi quá. Vâng, đứng lên Phương. Trời. Ê các bạn, nãy giờ Dũng quay cầu sáng, bây giờ quay đúng sáng thấy đẹp không bạn? À, thấy thấy trọng đứng ngay cua số 5 cái 2. Thời tiết quá đẹp luôn, mây xanh lè luôn. Quá phê luôn. Lát nữa mình sẽ kiếm cái góc nào mà đúng sáng để mà quay và chụp cho hình ảnh nó đẹp hơn. Quá trời xe luôn các bạn. Gửi ra vô để tập luôn nè. Cá. Cá đêm. Su. Honda CB. Cá. Kawasaki ZX10. Cá nè, Z ngàn, cá đằng kia, cá 20, R1 full carbon. Rồi đây là ZX10, rồi cá tiếp. Còn của em là Su không? Su. Su của em đâu? Su. Cá tay em của Dũng. Đến mét, đến mét, đến mét. Su nè. Sâu. Rồi R1 của Châu. CB. Cách Duke. ZX10. Con còn mắt thượng giống. Rồi sâu luôn. Mà xe cũng khoảng 20-30 xe. Rất là thú vị nha bạn. Ok. Có gì Dũng sẽ tường thuật tiếp cho bạn xem nha. Bây giờ chúng ta nghỉ tí.